của Thủ tướng Chính phủ về việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Mới đây nhất, đã có hai ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay trong 2 tháng cuối năm nay. Vâng, đây được xem là một thông tin vô cùng tích cực, giúp hạ nhiệt bớt áp lực về lãi suất trong suốt thời gian qua, đặc biệt là mức giảm lãi suất cho vay càng có ý nghĩa hơn khi được áp dụng trong 2 tháng cuối năm, vốn được xem là cao điểm cho nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn 175.000 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng này sẽ được giảm tới 1% lãi suất cho vay dịp cuối năm. Đây là đợt giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất của ngân hàng nhằm chia sẻ khó khăn cùng người vay. Rất nhiều đối tượng khách hàng sẽ được giảm trong đợt này. Trong đó là cái nhóm sản xuất kinh doanh, các cái nhóm ưu tiên ngành hàng xuất khẩu, các nhóm ưu tiên về các hoạt động trong nông nghiệp, môi trường với quy mô dư nợ khoảng 500.000 tỷ và chiếm khoảng một nửa danh mục tín dụng của chúng tôi. Khách hàng sẽ không phải làm gì và Vietcombank sẽ chủ động làm toàn bộ để tiết giảm cái chi phí, thời gian đi lại cho khách hàng. Ngân hàng này cũng vừa công bố sẽ giảm lãi vay cho khoảng 43.000 khách hàng từ nay đến cuối năm, mức giảm từ 0,5 đến 3,5% một năm cho cá nhân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên như xuất nhập khẩu, nông nghiệp, chế biến chế tạo. Ước tính số lãi giảm khoảng 120 tỷ đồng. Lãi suất đầu vào không có nghĩa là đang thấp hơn, thậm chí là đang cao hơn. Và để giảm lãi suất qua như vậy thì không có gì khác hơn là ngân hàng chấp nhận hy sinh một cái thu nhập lãi của mình, làm cho khách hàng có một cái động lực và thật sự có một nguồn lực để kinh doanh tốt hơn. Và tốt hơn thì sau này ngược lại thì ngân hàng sẽ có cơ hội làm với khách hàng tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Theo giới phân tích, có thể sẽ chưa ngay lập tức, việc giảm lãi suất cho vay diễn ra đồng loạt nhưng nhiều khả năng khoảng tháng 2 năm tới, lãi suất sẽ có nhiều dư địa để điều chỉnh giảm. Đặc biệt, sau khi đã có những ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi vay sẽ tạo động lực cạnh tranh cho các nhà băng khác. Những cái nhân tố đi tiên phong như này trước thì nó cũng là một cái giống như là giúp cho cả thị trường nhìn nhận và bắt đầu có cái hướng chuẩn bị cho cái kế hoạch kinh doanh là làm sao phải xác định được cái biên lãi mục tiêu, từ đó đưa ra được cái mức lãi suất mục tiêu mà chúng ta có thể chấp nhận được. Theo thống kê của công ty chứng khoán Maybank, 9 tháng đầu năm, niêm lợi nhuận hay chính là chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra của các ngân hàng khoảng 4,4%. So với giai đoạn 5 năm trước, khi lãi suất điều hành khá tương đồng, niêm bình quân khoảng 3,7-4%, nên các ngân hàng có thể chấp nhận được mức tăng lãi suất đầu vào và còn dư địa để giảm hoặc giữ lãi suất cho vay. Việc giảm lãi suất cho vay thì có thể là lan tỏa tới nhiều ngân hàng khác trong thời gian tới thì là không hề dễ dàng trong bối cảnh là áp lực tăng lãi suất vẫn diễn ra trên thế giới. Vâng, tuy nhiên là nhiều ngân hàng thì cũng đã chia sẻ với chúng tôi, chia sẻ với VTV Money là việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để ngân hàng nhà nước xem xét và cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại trong năm sau. Thực tế, báo cáo của công ty chứng khoán SSI cũng nhận định là đà tăng của lãi suất cho vay nhìn chung đã chậm hơn so với lãi suất huy động nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, của Chính phủ về triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển nền kinh tế. Mặt bằng lãi suất huy động trên 6 tháng đã tăng trong khoảng từ 3,5 đến 4% một năm so với thời điểm cuối năm ngoái. Nhưng mà theo khảo sát thì nhiều doanh nghiệp cho biết là lãi suất cho vay mới chỉ tăng thêm từ 1 đến 3% một năm, tùy khoản vay và tùy từng kỳ hạn. Và ngoài lãi suất thì các doanh nghiệp cũng mong muốn là được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng thuận lợi để kịp thời phục vụ cho cao điểm sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, mỗi tháng đều cần khoảng 35 tỷ đồng để thanh toán trước tiền vận chuyển cho đối tác. Nếu không có dòng vốn này, hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Khách hàng là sẽ phải có nợ từ 2 đến 3 tháng. Còn đối với các cái hãng tàu và hãng hàng không thì chúng tôi phải thanh toán tiền luôn. Nên bắt buộc là chúng tôi phải cần cái sự hỗ trợ từ phía ngân hàng. Từ quý 3 trở đi thì lãi suất đã tăng dần và nó đang ở cái mức khoảng 7, 8, 9%. Thì thực ra cái mức lãi suất thì nó cũng tăng phù hợp với cả cái hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi và cũng như là với những cái gì đang lạm phát xảy ra hiện tại. Đang vay với mức lãi suất 8% một năm, doanh nghiệp nhìn nhận đây là mức khá ưu đãi. Nhưng vì phần lớn các nguyên vật liệu đầu vào đều phải nhập khẩu nên họ kỳ vọng ngoài lãi suất, tỷ giá sẽ tiếp tục được giữ ổn định để hạn chế những tác động tới giá thành sản xuất. Thì tất cả các đơn hàng hầu như là đều được ký từ các đầu năm hoặc là các cái đơn hàng lớn và các cái đơn giá đấy thì không thể thay đổi. Chính vì thế là nếu mà biến động về chi phí vật liệu đầu vào nó cũng sẽ ảnh hưởng đến lãi
đến lợi nhuận của chúng tôi. Đấy là cái mà chúng tôi cũng mong muốn rằng là nhà nước là cố gắng can thiệp như thế nào để cho cái tình hình về tỷ giá được ổn định, để cho các doanh nghiệp của chúng tôi là yên tâm sản xuất. Để hỗ trợ cho phục hồi kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cũng mới ra văn bản yêu cầu các ngân hàng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng phải chủ động cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối tháng 10 thì tín dụng đã tăng trưởng 11,5%. Như vậy là so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng của cả năm nay thì vẫn còn dư địa hơn 2% cho 2 tháng cuối năm. Với ưu tiên kiểm soát lạm phát thì Ngân hàng Nhà nước chưa nới chỉ tiêu tín dụng. Do đó đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải kiểm soát chặt vốn vào các lĩnh vực rủi ro để đảm bảo nguồn vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịp cuối năm.